Chú này chú bị tàn tật mà tội nghiệp lắm quý vị. À, rất là tội nghiệp. Mà mỗi ngày cũng nghe những đức chia sẻ Phật pháp và biết niệm Phật. Chú nói từ khi chú nghe Phật pháp tới bây giờ là chú được lợi ích rất là lớn. Chú này tên là Trần Văn Hà, pháp danh Dựng Phúc, 28 tuổi mà tàn tật nặng nhưng mà còn nghe và còn nói được. Khi những đức được coi cái công đoạn mà thu hình đó thì mình thấy mình được đến thế gian này mà được đầy đủ tay chân lành lặn, rồi gặp Phật pháp, gặp ngay pháp môn niệm Phật nữa, đúng là đại phước báo đại nhân duyên lớn quá. Chứ bây giờ tật nguyền đồ như vậy có khi tu hành cũng khó. Nhưng những đức khuyên cái chú những phút này nè, bây giờ chú cứ siêng năng niệm Phật đi, cứ mỗi ngày nghe những đức chia sẻ nó cởi mở tâm tư rồi siêng năng niệm Phật. Đó là mình khuyên chú này, là khuyên riêng về chú. Và đoạn chia sẻ này là chia sẻ chung cho tất cả những người tàn tật khắp nơi nơi, từ khiếm thị khiếm tật rồi hoặc là tai nạn gì đó bị tật nguyền. Quý vị nhớ này, nghe được pháp môn niệm Phật cứ chân thật nằm ở đâu, đứng ở đâu, ngồi ở đâu, dù cảnh ngộ gì cũng nương vào bổn nguyện của Phật, cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi người ta chăm lo cho mình, dù người ta có hắt hủi mình, người ta có xem thường mình, cứ chân thật nương vào bổn nguyện của Phật để cầu sanh cực lạc đi. Những đức nói với chú Nhận Phúc này nghe, đừng bao giờ cho rằng mình là người tàn tật xấu số. Chắc vì cái nghiệp duyên nhiều đời nhiều kiếp mình từng bẻ chân cẳng chúng sanh. Ví dụ như bây giờ cánh con chim mình bẻ nó, gỗ gà mình bẻ nó, hoặc là nhái cóc ếch gì mình bẻ chân bẻ cẳng nó, mình quay ngược lại, thì trong nhân quả ba đời những đức đọc qua rõ ràng, khi sát sanh hại vật mình bẻ chân cẳng chúng sanh, thì dù mình có cái phước làm người nhưng mình phải chịu cảnh tàn tật như cái chú này, tay chân quẹo cong lên chân cẳng rồi miệng mồm nói chuyện mà gặn từng câu. Nhưng mà chú nói từ khi biết niệm Phật thì đã được lợi ích lắm rồi. Nhân Đức nói đoạn này ngắn thôi một chút, Nhân Đức đem hình ảnh mà chú nói chuyện đó đắp đoạn sau cho vị coi đi. Rồi tất cả các cháu nhỏ khỏe mạnh các con nên coi đi, coi để thấy rằng cuộc đời của mình khỏe, mình nên làm một cái gì trong cuộc đời này cho nó có ý nghĩa trong cuộc đời này. Đừng nên sống những ngày tháng cho qua ngày đoạn tháng uổng lắm. Và công đoạn này những đức chia sẻ cho tất cả những người tàn tật khắp nơi nơi, và chia sẻ riêng cho chú những phút này vì nhờ công đoạn của chú mà được đoạn chia sẻ này. Chúng ta nên chân thật niệm Phật, nương vào bổn nguyện của Phật, dù là mình tàn tật nhưng đừng bao giờ chán nản. Phải nhớ có rất là nhiều người giàu sang trong cuộc đời này, đầy đủ tiền của vật chất, mà họ lại không niệm Phật như chú Nhận Phúc này. Thì dù là giàu sang phú quý nhưng mấy chục năm cuộc đời, một hơi thở thở ra không hít vào, là họ có khi chịu đọa tam đồ ác đạo. Có khi phước càng lớn tạo nghiệp càng lớn. Đây gọi là từ sáng đi vào tối. Còn tuy là chú Nhận Phúc hoặc là một số người tàn tật nhìn như cuộc đời của mình không có ngày mai, nằm lăn lóc khổ đau, nhưng niệm Phật thì chú từ trong tối bước ra sáng. Còn nếu như bây giờ bị tàn tật rồi mà nằm đó buồn phiền, giận cho số phận, trách ông trời, trách hờn người sao chăm lo tôi không chu đáo, đây là từ tối đi vào tối. Còn nếu như người giàu sang phú quý có phước báo mà chịu nghe Phật pháp, chịu tu, chịu niệm Phật, cầu sanh cực lạc, là từ sáng bước ra sáng. Nên mình là tàn tật là từ tối mà biết bước ra sáng. Nhìn thì cái hình tướng tật nguyền, nhưng cái phước
khi tiếp nhận pháp môn niệm Phật mà chịu niệm Phật, phước còn lớn hơn là những người giàu sang phú quý mà không biết niệm Phật. Vì cuộc đời đến thế gian ai cũng mấy chục năm rồi chết đi, nhưng người ta không biết niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đây là đại phú báo đại nhân duyên. Nên công đoạn này nhà Đức chia sẻ cho tất cả những người tàn tật khắp nơi nơi trên toàn thế giới, nếu đủ duyên nghe được. Đừng nên buồn chán cho số phận, đừng nên trách con người. Mình nghe Phật pháp mình phải hiểu, mình đã từng gieo nhân sát sanh hại vật, giết chúng sanh tàn nhẫn, thì bây giờ mình được cái duyên làm người, nhưng mình phải chịu tật nguyền tay chân mắt mũi miệng. Đủ tư cách tật nguyền là do vì cái nghiệp sát chiêu cảm, cái quả báo mình phải lãnh chịu. Nghe lời nhận đức đi, đừng có hờn trách mà nằm đâu cũng chân thật ai với Đà Phật. Người ta chăm lo được tốt hay không tốt gì cũng ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, ai với Đà Phật. Chân thật mà niệm đi, cứ nắm chắc câu Phật hiệu này đi. Nhận đức nói câu Phật hiệu này thù thắng lắm. Chú Nhận Phúc thì rất muốn vô chùa mình. Chú có nói một câu rất xúc động: mai mốt ba mẹ con chết hết, con nương tựa vào ai đây thầy ơi? Thầy Nhận Đức ơi, giúp con đi thầy. Nhận Đức khuyên chú nè, chú chăng thật niệm Phật, chú tin Phật đi. Nếu như nhân duyên chú đến lúc chú sẽ được vô chùa là nhất định vô chùa. Còn hiện tại chú cứ chăng thật niệm Phật, nghe lời Nhận Đức niệm Phật đi. Yên tâm đi, không sao đâu, cứ niệm Phật đi. Bây giờ nhiều Phật tử ta biết mình không sao, sau này chú có cái gì không ai bỏ chú đâu, yên tâm. Nhận Đức khuyên vậy là hiểu rồi. Cứ chân thật mà niệm Phật đi. Nhớ không có được buồn chán. Tất cả những người tàn tật, những người gặp sự cố gì trong cuộc đời này, nghe Phật pháp rồi đừng có buồn chán, đừng có nản lòng, cứ niệm Phật đi. Cứ đi đứng nằm ngồi hay nằm đâu cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hà Phật tử nhớ nè, quý vị cho người ta bao nhiêu tiền cuộc sống đi chăng nữa, nhưng nếu quý vị không cho Phật pháp là không tròn vẹn đâu. Như cái chú Nhận Phúc này được người ta tặng cho cái máy nghe pháp và giới thiệu Phật pháp cho chú nghe, chú mới được lợi ích gì. Được lợi ích như vậy là nhờ nghe Phật pháp, cỡ mở rất nhiều thứ trong tâm. Bây giờ cái đoạn này như Đức chia sẻ, chú nghe được chú can cỡ mở tâm tư, không cần lo nghĩ gì hết, yên tâm đi, cứ lo niệm Phật. Niệm Phật có Phật sắp xếp hết, đừng có lo, sẽ có người giúp chú, đừng bao giờ bận tâm nặng nề gì hết. Nhớ cứ niệm Phật là đại phước báo đại nhân duyên đó. Đó nên những công đoạn này mà quý vị coi rồi quý vị thấy rồi, người ta tật nguyền mà biết niệm Phật đó nghe. Đó nên mình bây giờ khỏe mạnh đó, biết tu hành, sống có ý nghĩa, làm những việc gì có ý nghĩa trong cuộc đời này đi. Rồi đại chúng trong chùa hay tất cả các cháu nhỏ trong chùa, những người nam người nữ trong chùa coi đi, người ta khổ như vậy, bây giờ muốn vô chùa nè mà duyên còn chưa đủ nè. Còn mình được ở trong chùa mà không cố gắng tu thì bỏ lỡ qua những thời gian tuổi trẻ của mình. Nên những người mà giải đãi coi công đoạn này đi, tinh tấn niệm Phật, chân thật mà niệm Phật. Chúng ta đến thế gian này gọi là nhân sinh thù nghiệp mà. Chúng ta đi đến đây là mỗi một con người có mang một cái nghiệp khác nhau. Nên nghe Phật pháp rồi thôi, đừng có buồn chán vì cuộc đời của mình. Buồn chán nó cũng không thay đổi số phận. Mình chấp nhận số phận và chân thật niệm Phật thì nó thay đổi cái tâm tư, nó giải tỏa cái tâm buồn chán, giải tỏa cái tâm mà mình cho rằng mình là người thiếu phước, người là người vô dụng. Nó giải tỏa hết cái tâm đó. Chỉ cần biết niệm Phật chân thật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, người này là người đại hữu dụng vì tương lai sẽ làm Phật. Nhớ nghe, chú Nhận Phúc nhớ và tất cả những người tàn tật nhớ. Trong tâm tư Nhận Đức nói rằng chùa chiền rất rộng như vậy, nếu như mà là đủ nhân duyên, Nhận Đức rất mong có một cái nơi để cho những người tàn tật như chú Nhận Phúc được đến ở và duy trì thời khóa tu. Nhận Đức sắp xếp nhất định họ tu được. Nên tất cả những người tàn tật cố gắng niệm Phật, cầu Phật gia hộ đi cho đủ duyên. Ngày đó mà được như vậy thì những người tàn tật sẽ được nhờ rất là lớn. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả những người tàn tật nghe được pháp môn niệm Phật, chịu tin, chịu niệm. Đây là con đường giải thoát cho họ đó. Nghe lời nhà Đức chân thật niệm Phật. Niệm Phật biết cười, gương mặt tươi vui, đó là làm tấm gương, tăng phước báo, tăng nhân duyên. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả những người tàn tật được nghe, phát tâm niệm Phật, để đời này chúng ta hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha. Dạ A Di Đà Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, con chào thầy. Con xin chào thầy Nội Đức. Con tên là con là Trần Văn Hà, phát danh Nguyễn Phúc. Sao được khó quá. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, con chào thầy. Con chào thầy Đức. Con thịt là Trần Văn Hà. Con phát danh Nguyễn Phúc. Con đã ở Đắk Trông, tỉnh Đắk Nông, thôn Bình An, xã Nạm Bình. Con cũng ít tiếp xúc bên ngoài cho nên con không biết ăn nói. Con xin mong, con mong thầy nhận con về chùa để con được niệm Phật. Chứ ở đây con khổ lắm thầy ạ. Gia đình con chẳng ai biết tu cả. Từ khi con gặp được chị Đức Biểu thì lúc đó con đã biết đến Phật. Con nhờ chị mà con biết đến Phật Pháp. Con biết cuộc đời này là khổ, cho nên con muốn được niệm Phật để giải thoát cho con và cho mọi người. Thật sự con mong thầy nhận con xuống để con được vào chùa. Con ở đây con khổ lắm thầy ạ. Con khổ quen thôi, nhưng mà con nghĩ suốt, nếu như sau này bố mẹ già, con không biết cuộc đời con sẽ như thế nào. Con chỉ mong được ở một nơi có một nơi để tu. Con muốn tránh xa lệnh này. Đời con khổ lắm thầy. Con không biết phải nói sao ấy. Tại vì chưa bao giờ con quay cái video này kiểu như vậy. Và thầy cũng không, con cũng không được ở bên cạnh thầy, cho nên con không biết phải nói làm sao để cho thầy có thể nhận được cả. Cho nên là con nhờ chị, con nhờ mọi người gửi cái video này đến cho thầy để thầy xem, để thầy biết được cái hoàn cảnh và cuộc sống của con. Mặc dù con không đi được, con không làm gì, nhưng con biết niệm Phật, con biết ăn chay. Con không làm gì tốt cho ai cả. Con chỉ biết niệm Phật thôi. Từ hồi con biết tu thì con thấy cuộc đời con nó
thay đổi nhiều lắm. Nhưng mà đời sống xung quanh thì vẫn không có gì thay đổi.